giới. Và khi gọi anh lại nữa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để rồi mình em lại vỡ. Là có giấc mơ rồi lại trở vỡ. Mình giữa đất trời nơi nào xa rồi. Mà đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và anh muốn biết trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay. Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn mong manh, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra mình là như đóa hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại dần dần tình ta chẳng phải. Okay, give it up for Đoàn Thị Trang. And you know me, Big Daddy from Lady Killer. One, two, three. Ready? Và bao nhiêu đêm dài, đêm trôi hoài. Và bao nhiêu một trong những thứ bóng dài. Ai biết đêm lại thêm lạnh. Lâu rồi vòng tay ấm mưa sẽ lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời. Mong cho đêm không lạnh, chờ giấc ngủ thật an lành. Và vì mình anh đánh thức sáng khẽ mang em đến bên anh. Yeah, bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng. Đây, đó, đây. Nhìn lại những cái mình gần nhau thêm. Sao không bao giờ cảm thấy không cần phải đau thêm. Em là người khiến em ok. Đây những vết đen từ từ này anh dành cho nàng. Và anh sẽ mãi là mây trắng. Chưa có gió nào cũng là em đi mất. Chỉ vì anh không thể cất. Sẽ đôi tay giữ hết yêu thương và sẽ không bao giờ anh đánh mất. Giờ mình em lại vỡ, vỡ. Đã vào giấc mơ rồi lại trở vỡ. Mình giữa đất trời nơi nào xa rồi. Mà đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay. Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em vẫn mong manh, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại dần dần tình ta chẳng phải. Bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại dần dần tình ta chẳng phải. Quý vị, bài hát rất đáng yêu vừa rồi chính là lời chào đón quý vị đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình sẽ được phát vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Tần số tình yêu được thực hiện bởi đài truyền thông Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Mặc dù bây giờ là khung giờ tối rồi nhưng vẫn có những tia nắng của tình yêu được lấp lánh qua bài hát vừa rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình Ái là một trong hai nữ chính ngày hôm nay tìm kiếm một mảnh ghép còn lại có cùng chung một tần số tình yêu. Dạ, mời Minh Ái đứng bên này sẽ có một bạn nữ đồng hành cùng với Minh Ái nha. Xin mời Trung Nguyên. Yeah. Hồi nãy Minh Ái hát
hay quá, cái mình lo cho Trung Nguyên, mình không biết Trung Nguyên muốn hay làm gì, bước ra tay dài thòn như dân ba lê, như người mẫu, như người mẫu vậy đó. Trung Nguyên, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Trung Nguyên, năm nay em 18 tuổi, hiện đang học tại trường Đại học Văn Lang. Sở thích của em thì là thích đi du lịch và thưởng thức những món ăn ngon. Hôm nay em đến với chương trình là tìm người có thể đồng hành cùng em ạ. Cái này phải khẳng định với các bạn nam ở trong, cao mét mấy là Trung Nguyên? Dạ 1m7 ạ. Còn cao nữa nha. Bởi vì nghe cái tên Trung Nguyên mà, đúng không? Là núi mà phải cao chứ, phải giới tới cổ chứ. Báo động nha, 1m7 nha mấy anh ơi. 18 đôi mươi, em vẫn luôn thích bản thân cô đơn như bấy lâu, không dựa dẫm, không vướng bận, không chờ đợi, cũng chẳng kỳ vọng trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng biết đâu, cô gái cố chấp này lại có thể vì anh mà thay đổi. Anh còn muốn chơi trò trốn tìm đến chừng nào nữa? Sao chẳng xuất hiện để em tựa vai? Rồi, kế bên Minh Ái, hãy giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Minh Ái, em đến từ Quảng Ngãi. Em năm nay 19 tuổi và em hiện tại là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Em có chuyên ngành gì không mà sao hát hay vậy? Dạ, em thích nghệ thuật và em thích nhảy hát múa. Có đi hát chuyên nghiệp kiếm tiền sống chưa? Dạ không, thường thường thì em hay đi nhảy hơn, đi nhảy đi múa. Cuốn sách mình mới đọc có một đoạn như thế này. Một đôi giày tuy êm tuy đẹp nhưng không vừa chân thì cuối cùng chỉ khiến bạn đau đớn. Một chiếc áo sành điệu nhưng không vừa người cũng không làm bạn đẹp hơn. Và một người dù tốt đến đâu nhưng không hợp cũng chẳng đem lại hạnh phúc và tình yêu mà bạn mong muốn. Em muốn tìm anh, chưa đủ tốt cũng được, em sẽ cùng anh tốt lên được không? Hai đứa mới 18, 19 tuổi à, là đâu phải ế đúng không? Nhưng mà tại vì mình khó quá, hoặc là mình lo học quá, mình thi, mình ráng học thi vô trường rồi mình không có bạn. Dạ em ế thiệt. Ế thiệt, là tại vì là em đẹp quá, người ta tưởng là... Dạ chưa yêu ai luôn. Trời ơi, xinh đẹp rồi chưa luôn hả chị? Đẹp quá, rồi người ta tưởng em có bộ, tao không dám cua em hay sao? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Còn em, phải ế thiệt nói hả? Lý do cho chị nó không phải ế, tại khó đúng không? Dạ em nhờ chương trình này kiếm giùm em. Tin tưởng chị Việt Hương và anh Hoàng, yên tâm đi, chị với anh Hoàng khoái lắm. Bị gì sở hữu hai cô gái đẹp ở bên nhà gái phải lộng hành nữa. Dạ vâng, sẵn sàng nào. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với vị trí đặc biệt dành cho hai nữ chính chúng tôi, xin mời.